Thì chị Sam mới kém cô Sam đây. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục phần tiếp theo là phần số 2 nhỏ grammar, là phần ngữ pháp của bài số 11 cài các vấn đề về sức khỏe của các bạn nhé. Các bạn tập trung lên đây giúp cô. Chúng mình cũng tiếp tục lắng nghe bài giảng của cô đã, đọc theo cô nếu cần, hoặc là tham khảo đã trước khi mà chúng mình viết đúng nhỉ. Thì nếu sau khi cô giảng xong, cô cũng sẽ lại đứng sang một bên và các bạn sẽ lại ấn vào giữa màn hình để dừng cái video này lại để chúng mình có thể ghi bài nhé, ghi chép bài. Thì hai cái cấu trúc ngữ pháp của bài số 11 thì cô phải nói là nó khá là dễ và đơn giản, đúng là chưa có cái gì gọi là thách đố cả quá cả. Thì các bạn nhìn lên nhé. Ở bên này chúng mình có câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về phần A nhỏ, là câu hỏi về các vấn đề sức khỏe. Hỏi về các vấn đề sức khỏe thì chúng mình sẽ dùng danh từ là matter. Từ này trong tiếng Anh thì chúng mình đọc là matter, còn tiếng Anh Mỹ thì chúng mình sẽ biến âm ch thành âm d cho cô nhé. Matter, matter, đúng nhỉ? Tức là đối với câu hỏi bạn hoặc là ai đó có vấn đề gì vậy thì chúng mình sẽ dùng như sau. Cả lớp đọc cùng cô này. Matter. What's the matter with him, with her, with you, with land? Tức là sao nhỉ? Ở đằng sau từ with này chúng mình có thể để bất cứ từ gì mà bạn thích nhé. Các bạn có thể để tên người được không? Được, land, đào, búc, mộng mơ, được hết. Các bạn có thể để danh xưng, your brother, your father, your mother, có được không? Your teacher, your friend, đều ok hết. Hoặc các bạn có thể để một cái tân ngữ chỉ người, ví dụ như là him, anh ta, her, cô ta, you, bạn, hoặc là them, họ, đúng chưa nhỉ? Các bạn nhìn thấy nhé. Chúng mình đặt câu hỏi này thì cô lần nữa nào. What's the matter with him? Again. Very good, next one. What's the matter with her? Next one. What's the matter with you? Next one. What's the matter with Lan? Từ with là cùng với nhỉ? With là cùng với. Các bạn lưu ý giúp cô một điều nhé. Nếu như cái câu này cũng là câu này ở trong Anh Mỹ thì cô sẽ đọc nó hơi khác một tẹo. Anh nhé, cô sẽ đọc là What's the matter with you? Còn anh Mỹ cô sẽ đọc là What's the matter with you? What's the matter with you? What's the matter with you? Matter, matter, đúng không nhỉ? Đọc nó khác nhau như vậy ạ. Thì khi mà các bạn thấy người ta đọc khác nhau thì không phải là người ta đọc sai đâu, mà là vì nó có sự khác biệt giữa cái ngôn, giữa cái giọng điệu của các vùng nhá. Ok, khi trả lời các câu hỏi này thì chúng mình có hai cách trả lời. Thật ra là cách trả lời thứ hai mà cô đánh dấu sang này là cái cách trả lời mà cô hướng dẫn thêm các bạn thôi, chứ còn trong sách giáo khoa thì người ta hướng dẫn ấy, thì người ta chỉ hướng dẫn các bạn cách trả lời đầu tiên là I have a. I have a, tôi có cái bệnh đấy, tôi gì là tôi bị cái bệnh đấy, đúng không nhỉ? Còn nếu như các bạn nói là chỉ đơn thuần là tôi bị ốm, tôi bị mệt thôi, thì các bạn sẽ dùng từ I am sick, I am ill, hoặc là có một từ đó là tôi bị mệt là I am tired. Tired là nèo rồi, đúng không nhỉ? I am tired, tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi chỉ mệt thôi. I am tired. Tôi bị ốm nhưng mà tôi cũng chưa biết là ốm kiểu gì. I am sick hoặc là I am ill, đúng nhá. Xong phần này rồi nhá, không có vấn đề gì cả. Tiếp tục mình sang phần thứ hai là phần lời khuyên. Phần lời khuyên này thì chúng mình sẽ sử dụng động từ khuyết thiếu ở trong tiếng Anh. Động từ khuyết thiếu ở trong tiếng Anh có nghĩa là gì và tại sao lại gọi là động từ khuyết thiếu? Động từ khuyết thiếu tên tiếng Anh của nó là moral verb, đúng không nhỉ? Model verbs. Mình đã học được các model verbs, các động từ khuyết thiếu như là từ care này, từ should này, từ shouldn't là hai từ mà chúng mình học này, hoặc là từ must chúng mình học rồi, phải làm việc gì đó, đúng không nhỉ? Từ should ở trong này có nghĩa là nên làm gì, từ should not viết tắt là shouldn't, viết y hệt như từ should và thêm đuôi n phải trên tờ là được. Shouldn't là có nghĩa là không nên. Vậy các bạn sẽ có cấu trúc như sau. Các bạn sẽ lấy chủ ngữ cộng với từ should và đằng sau cộng với từ giảng viên. Đằng sau tất cả các model verb ở trong tiếng Anh đều là động từ giảng viên nhất. Đấy là lý do vì sao người ta gọi là khuyết thiếu. Tại vì nó đứng một mình ý, thì nó không có bất cứ một cái nghĩa độc lập nào cả. Thì bắt buộc là người ta phải sử dụng động từ giảng viên ở đằng sau những cái động từ khuyết thiếu này để bổ sung ý nghĩa cho các động từ khuyết thiếu đó. Ví dụ nên, nên làm cái gì? Không nên thì không nên làm cái gì? Có thể làm cái gì? Không thể thì không thể làm cái gì? Thì chúng mình phải cộng với động từ giảng viên nhỉ? Tất cả động từ khuyết thiếu đều cộng từ giảng viên nhé. Cái bảng động từ khuyết thiếu này thì chúng mình sẽ học giải rác từ cấp 1 lên đến cấp 2. Đúng như là cấp 1 lên đến cấp 2 là chúng mình vẫn học động từ khuyết thiếu nhé. Ok, chúng mình sẽ có chủ ngữ này, chủ ngữ gì cũng được, nó không phân biệt nhé các bạn nhé. Lưu ý giúp cô, chủ ngữ nào cũng được. I, you, we, they, she, he, it.
nó không cần chia động từ. Lưu ý, không cần chia động từ đối với động từ thiết yếu. Chủ ngữ nào cũng được, chúng mình cộng với từ should và cộng động từ dạng nguyên. Là chúng mình nói là người ta nên làm việc gì. Còn nếu như chúng mình muốn nói người ta không nên làm việc gì thì chúng mình sẽ nói là chủ ngữ cộng với shouldn't. Shouldn't cộng động từ dạng nguyên tức là không nên làm gì. Ở dưới đây thì cô đã ghi sẵn cho các bạn một số những cái việc mà các bạn có thể làm, nên làm hoặc là không nên làm trong lúc mà các bạn bị cúm. Nếu mà các bạn muốn biết thêm phần này thì cô đã dạy rồi, cho nên là nếu mà các bạn muốn tìm hiểu lại thêm thì một là các bạn có thể hỏi thêm cô, hay là có thể hỏi bố mẹ anh chị những người biết tiếng Anh. Ba nữa là chúng mình có thể tham khảo sách giáo khoa và sách bài tập, nó có một số những cái từ được vựng, một số những cái cụm từ mà các bạn có thể dùng thêm. Ở trang số 18, ở trang số 8 sách giáo khoa nó có những cái tranh minh họa ở đây này, nó có những cái tranh minh họa này các bạn này. Đó là các bạn đi đến thăm khám bác sĩ này, go to the doctor, các bạn đến nha sĩ này, go to the dentist nếu bị toothache đúng không nhỉ, các bạn take a rest nghỉ ngơi một chút này, các bạn eat a lot of fruit ăn nhiều hoa quả vào này, các bạn carry everything nếu mà bị đau lưng hay là bị mệt thì đừng có mang vác đồ nặng nữa, hay là các bạn eat a lot of sweets nếu đã bị đau bụng hoặc bị đau răng thì chúng mình hạn chế ăn cái đồ ngọt thôi đúng không nhỉ, hạn chế ăn những cái bánh kẹo kem. Thì ở dưới đây cô đã ghi lại rồi, bạn nhìn đây nhá. Một là chúng mình có thể you should, cái hành động này là các bạn nên làm, vậy cô sẽ đánh một cái dấu tích sang bên cạnh nhá. You should go to the doctor hoặc là go to the dentist. You should go. Go là động từ chính thức nhỉ. Từ thứ hai chúng mình có từ take medicine, có nghĩa là uống thuốc. Thì take medicine này thì là cũng là việc chúng mình nên làm đúng không nhỉ? Khi mà chúng mình ốm quá rồi thì chúng mình cũng nên uống nước, uống thuốc đúng không? Tuy nhiên là chúng mình không nên lạm dụng nhé. Nếu mà chúng mình ốm nhẹ thì các bạn có thể dùng những cái loại thuốc thảo dược thay thế, hoặc là uống thêm vitamin, vitamin hoặc là ăn nhiều rau củ quả vào cho bạn tăng cường sức đề kháng đúng chưa nhỉ? Đây, ăn nhiều rau củ quả và hoa quả, đây là câu số 3 này. Eat more fruit, vegetable. Đây cũng là việc nên làm. Tiếp theo câu số 4, do more exercise, cũng nên làm. Tất cả những cái từ này sao cô đi rất là nhanh nhỉ? Là tại vì cái từ này chúng mình học rồi, học từ lớp 3, lớp 4 là đã học rồi đúng chưa? Tiếp theo hành động số 5 đó là carry heavy things. Thì hành động này các bạn có nên làm hay không? Mang vác vật nặng. Nếu như chúng mình không có vấn đề về sức khỏe thì chúng mình có thể giúp đỡ người ta bằng việc là chúng mình cùng nhau mang vác những đồ vật nặng để chia sẻ với người khác. Tuy nhiên nếu như mà chúng mình đã đang bị bệnh hoặc đang bị ốm thì chúng mình đừng nên mang vác vật nặng như thế, nó sẽ khiến cơ thể nó mệt mỏi hơn. Đây là việc các bạn không nên làm. Tiếp theo là chúng mình eat sweets hoặc là ice cream, ăn kẹo hoặc là ăn kem, chúng mình không nên làm, không nên làm quá nhiều nhé. Ăn trong mức độ vừa phải thôi, cái gì thế nhiều quá thì không nên nha. Ok, số 7 là chúng mình có phần keep warm, là giữ ấm cơ thể thì cực kỳ nên làm đúng nhỉ, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh gió mùa. Từ thứ 8 là từ take a rest. Take a rest có nghĩa là nghỉ ngơi, có nên làm các bạn? Đúng rồi, học tập hay làm việc gì cũng không nên quá nhiều, cái gì cũng thế, quá nhiều đều không tốt, quá ít thì cũng không nên. Nghỉ ngơi chúng mình cũng nên nghỉ ngơi hợp lý, cũng không phải nói thế, cũng không phải có nghĩa là cả ngày chúng mình chỉ ngủ, chúng mình dậy ăn thì cũng không được, sẽ dễ bị béo phì đúng không nhỉ. Thì chúng mình cân đối với việc tập luyện cũng như là việc nghỉ ngơi, hoạt động học hành, thể dục thể thao thế nào cho nó hợp lý nhá. Cái bài này ta để ở đây cũng là để mong các bạn có một cái sức khỏe tốt hơn đấy, thấy chưa? Vậy các bạn cũng có thể hoàn toàn áp dụng cái này vào cuộc sống thực tế đúng không nhỉ, nó rất là thực tiễn cho mọi người. Thì bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa 8 cái cụ động từ về việc các bạn nên hoặc không nên làm, các bạn đọc theo cô nhé. Go to the doctor. Very good. Go to the dentist. Very good. Take medicine. Take medicine. Giỏi lắm. Tiếp tục đến từ số 3 nhé. Từ số 3. Các bạn có đọc được từ số 3 không? Đọc cho cô nghe này. Đọc cho cô bố mẹ nghe này. Đúng rồi, bạn đọc cho cô nhé. Eat more fruit. Ok, eat more vegetable. Very good. Số 4 nào. Đọc đi, các bạn đọc đi. Do more exercise. Do more exercise. Số 5 nào. Carry từ này nhá, ngày hôm vừa rồi có một số bạn ở lớp thứ 7 đã đi học, rất nhiều bạn quên từ này, cô không biết là ở lớp khác của cô quên không, nhưng mà lớp thứ 7 đã quên nhiều lắm. Carry heavy things. Again. Heavy là cái gì nhỉ? Heavy là nặng, là tính từ nặng. Heavy things.
things là những đồ vật nặng, carry là mang hoặc là vác hoặc là bê nhá. Carry heavy things. Tiếp theo mình có từ eat sweets. Very good. Eat ice creams. Okay. Eat ice cream. Very good. Keep warm. Keep warm. Warm là ấm đúng không? Keep warm. Next one. Take a rest. Take a rest. Rồi, ok. Đấy, bây giờ nhá, các bạn sẽ giúp cô dựng hình. Sau khi bạn dựng hình, các bạn ghi chép xong thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cái video này để xem phần homework của cô ra cho mọi người nhé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cô mời các bạn ấn dựng màn hình cho cô nào. Ok. Các bạn đã ấn dựng màn hình và các bạn đã ghi xong phần cấu trúc ngữ pháp đúng không? Thế thì bây giờ cô sẽ ghi các bạn phần homework. Các bạn lưu ý giúp cô như sau. Phần homework cô sẽ giao cho các bạn thời gian để các bạn hoàn thành. Cô sẽ không giao gấp quá đâu vì hôm nay là chủ nhật. Hôm nay cô dạy là chủ nhật, đúng là chủ nhật thì cô sẽ cho các bạn thời hạn để làm bài là đến tối thứ tư. Trước 9 giờ tối thứ tư thì các bạn sẽ nhờ bố mẹ, sau khi mình làm xong thì mình nhờ bố mẹ cầm điện thoại chụp ảnh. Chụp ảnh cái phần mình làm bài nhé. Sau đó thì mình sẽ gửi vào Zalo cá nhân của cô. Chứ chúng mình không gửi vào nhóm nhé. Gửi vào nhóm thì nó sẽ, cô sợ là nó sẽ kiểu bị nhiều tin nhắn quá thì nó sẽ trôi mất những cái thông báo quan trọng của cô ấy. Thế thì các bạn nhờ bố mẹ là gửi vào Zalo cá nhân của cô xem, tức là cái phần chat giữa cô với bố mẹ các bạn thôi, chứ không gửi vào trên nhóm các bạn nhé. Trên nhóm mình chỉ để những cái thông tin chính thôi. Thế thì bây giờ tôi sẽ giao homework các bạn. Yên tâm cô sẽ không giao quá nhiều, nhưng nó sẽ đủ để các bạn phải hoàn thành từ giờ đến tối thứ tư trước 9 giờ tối giúp cô nhé. Đây là chủ đề. Về cái việc dạy cái video này thì là cô có nói với bố mẹ các bạn ở trên Zalo ấy, trên cái ứng dụng chat rồi. Tuy nhiên ấy, cô tâm sự luôn là cô thấy là cái việc này nó khó hơn cái việc cô dạy học tiếng Anh rất là nhiều, vì cô quay video nhá thì cô phải giả vờ là các bạn vẫn phải đang đứng ở trước mặt cô phải giả vờ như thế đúng không nhỉ? Một là cô phải giả vờ các bạn đứng trước mặt cô này, hai là cô vẫn phải dạy, vẫn phải nói với âm lượng và với cái tốc độ như bình thường, coi như là có học sinh đúng không, coi như là một giờ dạy bình thường này. Và cái thứ hai nữa là sau khi quay xong rồi lại còn phải mất rất là nhiều thời gian để tải lên trên YouTube để đưa link cho bố mẹ cho dễ nữa. Thế cho nên thành ra là các bạn đã thấy cô Sang rất là vất vả như thế thì các bạn hãy cố gắng là học thật là tốt nhé, để khi mà chúng mình quay trở lại nhà cô học và chúng mình quay trở lại trường học thì chúng mình không bị bỡ ngỡ đúng không nhỉ? Vì thường thường cái thời gian mà học sinh vào mùng Tết quay lại học đã rất là chuyện choạc rồi, rất là dễ não, rất là lười học rồi, nhưng bây giờ lại còn nghỉ dài do cái vấn đề thiên tai đại dịch như thế này thì thật sự là cô rất là lo lắng. Thì các bạn cố gắng các bạn hoàn thành đầy đủ bài tập giúp cô nhé. Ok. Cô trò chúng mình sẽ gặp nhau qua cái hình thức video này vậy. Tất cả những cái phần nghe thì khi nào các bạn quay trở lại lớp học cô sẽ cho các bạn nghe nhé. Còn bây giờ thì các bạn chỉ giúp cô một việc, đó là các bạn làm những cái bài tập nó có liên quan ở trong sách giáo khoa mà cô sẽ giao cả bài tập và trong sách bài tập nữa nhé. Thì các bạn mở ngay cho cô sách giáo khoa trang số 11. Các bạn mở được trang số 11 chưa? Đây, trang này. Đúng rồi. Các bạn mở trang số 11 nhé. Thì đây cũng sẽ là phần nội dung bài tập của các bạn. Tuy nhiên phần 1 nhỏ, phần 2 nhỏ. Như bình thường phần 1 nhỏ sẽ là phần liên quan đến từ, từ vựng đúng nhỉ? Phần 1 nhỏ là phần liên quan đến từ vựng. Thế thì những cái từ vựng mà cô giao các bạn phải làm gì? Thứ nhất là các bạn phải đọc cho cô. Sau khi các bạn tập đọc xong thì các bạn học thuộc nghĩa tiếng Việt. Thường thường thấy học sinh là nhớ nghĩa tiếng Việt thì khá là tốt, nhưng mà đến phần tiếp theo là kém này, phần tập viết cho cô. Tất cả những từ đấy các bạn phải tập viết cho cô 10 lần. Lưu ý nhé, tất cả những từ đấy, nhớ chưa? Tất cả những từ ở phần 1 nhỏ, vocabulary và có 8 cái cụm động từ là những cái việc các bạn nên hoặc không nên làm. Ở phần số 2 nhỏ, phần grammar cũng phải viết cho cô cả phần đấy, nhớ chưa? Mấy cái mà go to the doctor, go to the dentist hoặc là carry heavy things, viết hết, ok? Phần ngữ tiếp theo là phần số 2 là phần ngữ pháp. Ok, phần ngữ pháp này thì là chúng mình có hai mẫu câu A và B ở phần grammar cô ấy cho ghi đúng không? Thì hai mẫu câu này các bạn đọc lại cho cô, xong rồi các bạn lấy cho cô hai ví dụ là được nhất. Lấy hai ví dụ mỗi mẫu câu, understand. Sau đó đến phần 3 nhỏ này, các bạn chia ra mà làm nhé. Phần 3 nhỏ thì đối với bài số 4, các bạn ghi này, bài số 4 ở sách giáo khoa trang số 11,
bài này cũng sẽ yêu cầu các bạn là ghép câu. Bài này tính chất nó là bài mới cho giáo khoa, nhưng mà khi mà các bạn viết vào trong vở, các bạn làm ra vở là cô nhất, tất cả cái này làm ra vở, không làm sách understand. Ok, các bạn ghép câu cho cô, sau khi bạn ghép câu xong các bạn dịch cho cô, dịch sang tiếng Việt nhé. Nếu có gì không hiểu thì cũng như thế, các bạn trực tiếp các bạn lên Zalo cá nhân của cô, các bạn chat với cô để hỏi cô, hoặc các bạn gọi điện cho cô đều được hết nhé. Ghép câu sau đó dịch tiếng Việt. Và bài số 5, hai cái bài này thực ra cô hướng dẫn các bạn nhiều lần rồi đúng không nhỉ, những cái dạng bài của này chúng mình làm nhiều rồi. Bài số 5 này là bài viết các lời khuyên về sức khỏe, nên làm gì và không nên làm gì. Ở đây chúng mình có 4 trường hợp: Tony has a bad tooth ache, Tony bị đau răng lắm. Và câu số 2 là Quân has a bad cold, Quân bị cảm lạnh rất là nặng. Câu số 3 là Phong has a stomachache, Phong bị đau bụng đúng không nhỉ. Và câu số 4 là Phong has a sore throat, Phong ngoài bị đau bụng ra lại còn bị biến họng nữa. Thì các bạn viết lời khuyên cho người ta, viết lời khuyên, các bạn viết lên là người ta nên làm gì và không nên làm gì. Với cái bài này thì không nhất thiết là các bạn phải kẻ bản, các bạn có thể viết theo dạng câu cho cô cũng được. Số 1, các bạn ghi nhé, các bạn viết là số 1, viết cái tình huống là Tony has a bad toothache ra, được chưa? Sau đó các bạn ghi xuống dưới là he should, và xuống dưới là he shouldn't, được chưa? Các bạn ghi theo dạng câu, ghi như câu bình thường cũng được, không cần thiết là chúng mình phải kẻ bản nhé. Một cái nhiệm vụ nữa, chưa hết đâu. Chúng mình hoàn thành cho cô sách bài tập Unit 11. Theo như cô được biết thì cái thời gian mà sau khi đi học kỳ xong các bạn, để các bạn đi học trên trường thì là cô có hỏi thì là chương trình học ở trên trường các bạn đã qua được Unit, nó chưa qua hết Unit 11, nó vẫn còn Lesson 3, tức là vẫn còn bài học số 3 của Unit 11. Thì cô cũng suy nghĩ là cô nên dạy luôn bài 12, ôn luôn cho các bạn bài 12 hay là cô dạy lại bài 11, nhưng mà thực tế cô nghĩ là Tết tư xong các bạn cũng mải chơi, nghỉ một tuần thôi các bạn đã đủ quên rồi, nữa là mình nghỉ hơn một tháng rồi nhỉ, mình nghỉ một tháng rồi, đến tuần sau nữa là nghỉ hai một tháng hai tuần rồi, nghỉ rất là lâu, cho nên là thành ra cô sẽ dạy lại các bạn đàng hoàng nhé. Hạn nộp là các bạn sẽ phải nộp lại toàn bộ bài này trước, phải làm luôn đi nhé, học xong phải làm luôn trước 9 giờ tối thứ tư tuần sau. Thứ tư nó rơi vào ngày 12 thì cô không chắc là nó rơi vào ngày bao nhiêu, nhưng mà nếu cô nhớ không nhầm, cô tính thử nó rơi vào ngày 12 thì lúc mà bây giờ cô sẽ tắt video đi nhá. Các bạn ghi hôm nay cho cô sẽ dừng video ở đây, sau đó thì có cái gì dặn dò cô sẽ dặn dò luôn khi mà cô gửi link video này cho bố mẹ nhé. Thì hy vọng là tất cả càng nhiều càng tốt, những cái bạn học sinh của cô có thể tiếp cận được cái video này đúng không nhỉ. Các bạn học xong sau đó chúng mình sẽ học tiếp Unit số 12 nhé, để lúc quay lại chúng mình không bỡ ngỡ nhé. Chào bạn, goodbye.